Trước đó, ngày 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Hồng Ngọc 41 tuổi, Diệt Kiều Mỹ 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, Phan Nguyễn Duy Thanh giám đốc ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ Song Thanh 15 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Thanh Phong 1978, quê Trà Vinh, Phạm Văn Ngôn 1985, ngụ quận Tân Phú, Nguyễn Trần Thanh Tuấn 1990, ngụ quận Tân Phú, Chống Tính Sáng 1987, quê Đồng Nai, và Danh Tiến 1992, quê Sóc Trăng, lĩnh mức án 16 tháng tù. Sau án sơ thẩm, bác sĩ Diêm Quốc Thái lạnh le đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Diệt Mỹ kháng cáo, đề nghị điều tra vai trò bà Trần Hoa Sen. Đơn kháng cáo của bác sĩ Thái nêu 6 lý do dẫn đến ông kháng cáo toàn thể bản án sơ thẩm, đó là hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã không chú ý đến hành vi của bà Trần Hoa Sen trong vụ án. Theo ông Thái, bà Trần Hoa Sen là một mắt xích cần thiết là đồng phạm trợ giúp để hành vi chém ông Thái được thực hiện và hoàn thành. Vũ Thị Hồng Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh Tân Châu. Sau kháng cáo của bác sĩ Thái, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng nghị một phần bản án, đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử thúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Nguyễn Duy Thanh vì tuyên án chưa tương xứng hành vi vi phạm. Bị hại bác sĩ Diêm Quốc Thái tại phiên sơ thẩm. Ảnh Tân Châu. Tiếp đó, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 31-3, kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm số 221/2019 hình sự sơ thẩm ngày 26 tháng 6 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án sơ thẩm vụ cố ý gây thương tích do bà Vũ Thị Hồng Ngọc Hoàng hậu y sĩ ông Diêm Quốc Thái là chủ mưu. Kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có đủ căn cứ xác định vai trò liên quan của bà Trần Hoa Sen trong vụ án, nhưng điều tra, truy tố, thu thập và tấn công lạnh lẽo chứng cứ về vai trò của Sen chưa được kịp thời, toàn diện và toàn diện, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Diễn biến vụ án. Theo nội dung bản án sơ thẩm nay bị kháng nghị hủy toàn thể, ông Diêm Quốc Thái giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Diệt Mỹ, trụ sở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và bà Vũ Thị Hồng Ngọc chung sống với nhau như hoàng hậu chồng. Đến năm 2011 thì đăng ký kết hôn. Ông Thái, bà Ngọc quen biết với ông Nguyễn Minh Sơn và bà Trần Hoa Sen hoàng hậu ông Sơn, cùng làm việc tại phòng khám Hồng Lạc quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân nên năm 2015 bà Ngọc làm đơn ly hôn và khởi khiếu nại đòi hỏi phân chia tài sản tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Ngọc đến nhà bà Sen quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, chơi thì gặp gỡ Phan Nguyễn Duy Thanh. Tại đây Thanh đồng ý giúp bà Ngọc tấn công dằn mặt, gây thương tích nhẹ cho ông Thái với lạnh lẽo 1 tỷ đồng. Ngọc đưa cho Thanh 500 triệu đồng thông qua bà Sen. Ngày 25 tháng 3 năm 2018 Thanh nói Chống Tính Sáng gọi điện cho Phong, Ngôn, Tuấn, Danh Tiến và Tú Chùa chưa rõ rệt lai lịch, đến văn phòng công ty có việc cần bàn. Tại đây, Thanh cho biết có người quen thui chém vào hai tay hay chân bác sĩ Thái để cảnh cáo. Cả nhóm đồng ý thực hiện. Khoảng 22 giờ 30 ngày 25 tháng 1 năm 2018, khi thấy ô tô ông Thái dừng ở Tế Tư Nguyễn Huệ Huỳnh Thúc Kháng và ông Thái bước xuống xe thì bị chém. Ông Thái được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ông Thái có đơn đòi hỏi xử lý hình sự những người gây thương tích cho ông Thái.